đó là chân này, để chân đứng chân lên. Đi quá, có quá mỏng không? Được không? Hả? Được rồi. Cô ơi, để cho bà xem cái nào. Để bác dừng lại đi cho cô. Gì? Lấy cái củ vừa phải thôi chứ to quá là không vừa mồm. Đây này. Đi rồi không? Nhưng mà hơi dày rồi. Hơi dày ha. Ồ, chị vẫn nó trên một ly. Bán không đều nhá, có chỗ mỏng chỗ này dày. Đây, bác sợ cái lát này nè, cái chỗ sống này là dày, xung quanh này là mỏng. Thì cắt qua con rốt thử nào.